Lưu Diệp Phi bất ngờ bày tỏ sự nhớ nhung với tình cũ, dù đã chia tay 4 tháng. Từ năm 2022, Lưu Diệp Phi đã quay lại với dòng phim truyền hình và nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Sau thành công của Mộng Hoa Lục, Thần Tiên Tỷ Tỷ tiếp tục gây sốt với dự án truyền hình hiện đại đầu tay mang tên Đi Đến Nơi Có Gió. Bộ phim chữa lành này được đánh giá rất cao cả về nội dung, diễn xuất lẫn hình ảnh. Cách đây không lâu, Lưu Diệp Phi đã đăng tải hai bức ảnh lên trang cá nhân của mình. Trong ảnh, Thần Tiên Tỷ Tỷ gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung và vô cùng rạng rỡ. Được biết, ba người chụp ảnh chung với Lưu Diệp Phi là đạo diễn Đinh Tử Quang, nhà sản xuất Long Á, tổng sản xuất Trương Chức. Cư dân mạng bày tỏ, phải chăng nữ chính Mộng Hoa Lục đang chuẩn bị hợp tác cùng ekip này? Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý hơn cả, đó là việc Lưu Diệp Phi cầm một bông hoa hồng trên tay để chụp ảnh. Điều này làm nhiều người nhớ đến phân cảnh Tạ Chi Giao tặng hoa cho Hứa Hồng Đậu trong bộ phim Đi Đến Nơi Có Gió. Hoa mà Tạ Chi Giao tặng cho người yêu lúc đó cũng cùng loại với bông hoa mỹ nhân họ Lưu cầm khi chụp ảnh. Ngay lập tức, fan couple được fan nháo nhào vì cho rằng Thần Tiên Tỷ Tỷ đang nhớ về tình cũ 4 tháng trước. Tuy nhiên, có nhiều cư dân mạng cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi lẽ trên tay tổng sản xuất Trương Trước cũng đang cầm bông hoa màu trắng. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Lưu Diệp Phi và Lý Hiện đã tạo ra một câu chuyện tình đẹp, nhẹ nhàng nhưng cũng rất ngọt ngào ở Đi Đến Nơi Có Gió. Hiện tại khán giả đang vô cùng mong đợi dự án phim tiếp theo của Thần Tiên Tỷ Tỷ. Dù vậy, có vẻ như Lưu Diệp Phi cũng chẳng vội vã vào đoàn phim mới. Tạo hình nhân vật của Nhậm Gia Luân bị chê tơi tả, phim chưa lên sóng, khán giả đã đòi quay lưng. Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỳ hay Vũ Canh Kỳ, với sự tham gia diễn xuất của Nhậm Gia Luân, Hình Phi, Trúc Tự Đan, đã chính thức đóng máy vào ngày 4 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, trái với những gì mong đợi trước, tạo hình nam chính của Nhậm Gia Luân nhận về rất nhiều lời chê bai. Theo lời cư dân mạng, tạo hình này không chỉ xấu, mà còn không phù hợp với những gì được miêu tả trong nguyên tắc, cũng như bản hoạt hình 3D. Khoảng thời gian đầu khi mới quay, tạo hình áo giáp sắt của Nhậm Gia Luân đã vấp phải kha khá tranh cãi. Đa phần ý kiến đều cho rằng ngôi sao họ Nhậm đang bị một màu, ăn theo những tạo hình trước kia trong phim Châu Sinh như Cố và Thỉnh Quân. Chưa dừng tại đó, có thể nói, gần như bất cứ hình tượng nhân vật trong Vũ Canh Kỳ nào của Nhậm Gia Luân bị dò dỉ ra ngoài cũng nhận về đánh giá tiêu cực nhiều hơn tích cực. Ngược lại với tình cảnh của bạn diễn, Hình Phi trong một số tạo hình lại lấy được thiện cảm từ khán giả. Vũ Canh Kỳ được xem là một trong những đoàn phim ồn ào nhất trong năm vừa qua, khi Lý Nhất Đồng từ chối diễn ngay sát ngày khai máy. Nguyên nhân của hành động này xuất phát từ thái độ thiếu tôn trọng diễn viên của đoàn làm phim, người thế vào chỗ Lý Nhất Đồng bỏ lại chính là Hình Phi. Vũ Canh Kỳ là dự án trọng điểm do EQC đầu tư sản xuất, thuộc thể loại phim nam chủ, chuyển thể từ cuốn truyện tranh Phong Thần Ký. Nội dung phim kể về hành trình giải thoát bản thân, kháng mệnh thần tộc, lật đổ thần quyền, báo thù cho cha mẹ của nam chính Vũ Canh do Nhậm Gia Luân đóng chính. Trước khi có bản live action, Vũ Canh Kỳ phiên bản hoạt hình 3D từng được đông đảo khán giả đón nhận. La Vân Hy quay lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, đứng cạnh bạn gái mới quá đẹp đôi. Dự án cổ trang Nhan Tâm Ký đã chính thức bấm máy vào cuối tháng 4 vừa qua, do La Vân Hy và Tống Dật chủ diễn. Xuất hiện trên phim trường mới đây, tạo hình nhân vật Giang Tâm Bạch của La Vân Hy khiến dân tình đứng ngồi không yên vì quá đỗi xuất sắc. Ngay cả khi trên mặt có vết bẩn, vẫn không làm ảnh hưởng gì tới nhan sắc của nam diễn viên, thậm chí còn cuốn hút, nam tính và mạnh mẽ. Trái ngược với tạo hình ma tôn phấn son hay dáng đi tựa công chúa của La Vân Hy trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, vai diễn Giang Tâm Bạch rõ ràng nhận về những phản hồi tích cực hơn hẳn. Nhan Tâm Ký được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Trường An Bí Sử Ký, thuộc thể loại cổ trang, huyền nghi, xen lẫn yếu tố tình cảm. Nội dung phim lấy bối cảnh dưới triều đại Đường Trung Vương. Trong phim, La Vân Hy thủ vai Giang Tâm Bạch, một quận vương lạnh lùng, sở hữu trí thông minh ưu việt cùng tài suy luận, nhưng lại không thể nhớ nổi mặt người khác. Trong một lần tra án, anh vô tình gặp được Nhan Nam Tinh do Tống Dật đóng, một nữ y giang hồ, mắc căn bệnh kỳ lạ, có thể thay đổi dung nhan. Nhan Tâm Ký được EQG phối hợp cùng Thượng Hải Kim Hoa Ảnh Thị sản xuất. Ngoài tổ chức lễ khai máy, Nhan Tâm Ký cũng đã tung poster đầu tiên với đội hình diễn viên khá nổi bật. Ngoài La Vân Hy, Tống Dật, phim còn có sự góp mặt của Trần Giao, Hoàng Nhật Oánh, Thừa Lỗi, Cổ Tử Thành. Thời gian này, La Vân Hy đang trở thành một trong những cái tên nóng bỏng tay trên mạng xã hội. Sau khi bộ cổ trang Trường Nguyệt Tẫn Minh ra đời, giúp anh thu về lượng fan hùng hậu. Dù tạo hình nhân vật còn gây tranh cãi, nhưng diễn xuất của ngôi sao Bên Nhau Trọn Đời lại được đánh giá khá cao, đặc biệt là các phân cảnh đòi hỏi cảm xúc. Không phải Tiêu Chiến,
Dương Tử chính thức hẹn hò với Hứa Khải, cô chị xuống cấp vậy sao? Theo một số nguồn đưa tin, Thừa Hoan Ký, dự án phim do Hoa Sách và Tencent phối hợp sản xuất, có thể sẽ khai máy vào đầu tháng 6 tới. Về phía đội hình diễn viên chính, nhiều khả năng vẫn do Dương Tử cùng Hứa Khải đảm nhận. Tính từ khi tin đồn rầm rộ cho tới tận bây giờ, dù đã qua một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng cư dân mạng, và đặc biệt là fan hai nhà Dương Tử và Hứa Khải, đều không mặn mà với lần kết đôi này. Chưa nói tới, còn có một bộ phận người hâm mộ phản đối kịch liệt, cùng những cuộc khẩu chiến không hồi kết nổ ra. Nếu như fan Dương Tử không muốn cô hợp tác cùng Hứa Khải, vì điều đó thể hiện sự hạ cấp về tài nguyên của nữ diễn viên, sau khi quyết định rời khỏi Hoan Thụy Thế Kỷ, câu chuyện tài nguyên của Dương Tử luôn được bàn tán sôi nổi. Chưa rõ vì lý do gì hay Dương Tử có mục đích gì, nhưng liên tiếp hai bộ Trường Tương Tư và Tình Yêu 199, cô đều đóng cặp cùng các diễn viên trẻ, địa vị thấp hơn mình đáng kể. Với một người mang danh đỉnh lưu, nóng bỏng tay của làng giải trí Hoa ngữ, lẽ dĩ nhiên, fan Dương Tử không hề hài lòng với hướng đi này của thần tượng. Trong khi đó, khi biết Hứa Khải có thể sẽ nên duyên cùng đàn chị Dương Tử, fan nam diễn viên còn phản ứng quá khích hơn, nguyên nhân là bởi họ không muốn Hứa Khải bị áp phiên. Bản thân Hứa Khải tuy được Vu Chính nâng đỡ nhiệt tình, tài nguyên tốt nhất nhì lứa tiểu sinh 95, có cơ hội đóng chung phim với các ngôi sao lớn như Dương Mịch, Đàm Tùng Vận, Châu Đông Vũ, Cảnh Điềm, nhưng nam diễn viên vẫn mãi không thể bứt phá, vươn lên hàng đỉnh lưu, sao hạng A. Được biết, Thừa Hoan Ký kể về cuộc đời của nữ chính Bạch Thừa Hoan, một người phụ nữ bình thường, với thành tích học tập xuất sắc, cô thuận lợi được nhận vào làm việc tại cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, êm đềm, cho tới khi họ chuẩn bị kết hôn. Mẹ Mạch Thừa Hoan vốn có tính cách hiền hậu thường ngày, đột ngột thay đổi thái độ, yêu cầu nhà trai phải tổ chức một đám cưới thật long trọng, đình đám cho con gái mình. Mạch Thừa Hoan phải tồn tại trong mối quan hệ rạn nứt giữa mẹ đẻ và nhà chồng, trải qua sự đấu tranh. Ngay khi cô nghĩ rằng mọi thứ cuối cùng cũng có thể lắng xuống, thì phía nhà chồng lại gặp biến cố, đám cưới phải hoãn lại. Fan xin vía cho Dương Dương và Nhiệt Ba sớm thành đôi, nguyên nhân là do cặp đôi này. Sau khi gây bão màn ảnh với chỉ là quan hệ hôn nhân, Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn tiếp tục hợp tác, cho ra lò dự án phim thứ hai, có tên Tình Yêu Anh Dành Cho Em. Tuy hiệu ứng và thành tích không nổi trội bằng tác phẩm trước, nhưng cũng đủ sức khiến đông đảo khán giả, và đặc biệt là fan couple Vương Vương xỉu ấp xỉu đào. Không chỉ dừng lại ở việc thân mật trên phim hay ở hậu trường, mà Vương Tử Kỳ và Vương Ngọc Văn gần đây còn bị dân tình bắt gặp đi hẹn hò cùng nhau. Nhiều fan thậm chí là cư dân mạng bình thường đã phải thốt lên rằng thuyền này không cần chèo cũng tự cập bến. Dường như họ chỉ đang chờ ngày lành tháng tốt để thông báo tin vui tới khán giả. Điều thú vị và đáng nói nhất là nhiều fan couple của các cặp đôi khác, trong đó có cả fan Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba, cũng tràn vào để xin vía, mong cặp đôi mình yêu thích sớm tu thành chính quả. Ngay cả khi không thể ở bên nhau thì có thể xem xét tái hợp thêm lần nữa trong một dự án bất kỳ nào đó. Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba từng có cơ hội nên duyên trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, cả hai không ít lần vướng phải nghi vấn hẹn hò, phim giả tình thật, cùng vô số hình mặc đồ quần áo giống nhau. Song, hiển nhiên cả phía Dương Dương lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba đều lựa chọn im lặng, không lên tiếng phản bác hay có động thái nào khác. Thế nhưng, dễ dàng nhận ra, hộ Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, hai đỉnh lưu hàng đầu xứ Trung đều muốn xé couple, hạn chế tương tác, nhắc tới đối phương hết mức có thể. Hóa ra Tiêu Chiến đã cắt đứt quan hệ với Vương Nhất Bác, nhìn hành động này là đủ hiểu. Sau thành công của Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều một bước thành sao, là những cái tên hot được săn đón nhất nhì CBiz thời điểm đó. Cú hích của bộ phim giúp tên tuổi của hai nam diễn viên không chỉ được đông đảo sự yêu mến của khán giả trong nước mà cả những quốc gia lân cận như Thái Lan, Việt Nam. Tuy nhiên sau đó, do sự tranh cãi nảy lửa của người hâm mộ mà hai nam diễn viên gần như tránh chạm mặt nhau tại các sự kiện, thậm chí không nhắc đến tên nhau và khẳng định khả năng tái hợp là rất thấp. Gần đây, người hâm mộ phát hiện Tiêu Chiến đã có hành động cực phũ với Vương Nhất Bác. Cụ thể, nam diễn viên đã dành nhiều sự ủng hộ cho Kiểm Sát Phong Vân. Thay vì bộ phim Trường Không Chi Vương do Vương Nhất Bác đóng chính, Kiểm Sát Phong Vân có sự tham gia của Hoàng Cảnh Du và Bạch Bách Hà, đều là những bạn diễn của Tiêu Chiến. Nhưng việc nam diễn viên không hề nhắc tới Vương Nhất Bác, dù hai phim ra cùng thời điểm, khiến người hâm mộ khá thất vọng. Có thể thấy, Tiêu Chiến khá dứt khoát trong việc quản lý hình ảnh và danh tiếng, không hề chủ động ké fan đồng nghiệp khi dự án phim đã kết thúc từ lâu. Một số người hâm mộ đồng tình với việc làm này của nam diễn viên, nhưng một số khác tỏ ra buồn bã, thậm chí phẫn nộ và tức giận,
vì couple mình yêu thích bị chính chủ xé không thương tiếc. Video đến đây là hết, hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.